Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em Show Lưu Trữ Mình Tổ Quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của em trong suốt vừa qua, cũng như là các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube phát triển. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 thì em xin hân hạnh giới thiệu tiếp các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Kenwood với model của nó là DP 1100SG. Ở chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1987 với giá xuất xưởng của nó 89.800 yên và tương đương với khoảng độ 19 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại, và giá bây giờ thì rất là rẻ. Tại sao nó rẻ thì nó chỉ là thương hiệu Kenwood thôi và các bác cũng không được sử dụng nhiều, trong chuyển tay nhau chỉ có Soli, Đài Loan là chủ yếu ạ. Chiếc tàu này cũng vào xếp vào hạng tên tuổi của hãng Kenwood đấy ạ. Nó thì sở hữu cái size ngang của nó là 44 cm, là size đặc trưng của hãng Kenwood. Chiều cao của nó là 12,4 cm và chiều sâu của nó 36 cm. Nó nặng là 12 kg. Ở nó ngang bằng mấy những chiếc đầu Sony 363SA, 363ESG đấy ạ. Đấy. Ở chiếc đầu này thì mắt đọc thì dùng dòng mắt từ đấy. Phần chip giải mã thì chip giải mã của chiếc này dùng hai chip giải mã PCM56PK. Bình thường những đầu bình thường là 56P, thế nhưng mà con này là dùng 56PK. Theo thông số của sản xuất thì nó ngang bằng với con TDA1541A của Philips đấy ạ. Đấy. Nó không hề thấp một chút nào luôn. Tại sao giá thị trường nó rất là cao là như vậy. Mặt phay nhôm được sơn màu đen. Đấy. Hệ thống khung gầm nó bằng nhôm đúc nguyên khối luôn ở phần đáy của phần bộ cơ, cho nên là rất là ổn định, chắc chắn. Đấy. Về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Ngoại hình của chiếc đầu này về thì cũng có những cái vết xước nho nhỏ, vết xước nho nhỏ. Đấy. Bởi vì nó rất là nặng mà, khi vận chuyển nên là những cái cạnh này thì nó có xước. Đấy. Có cần nhỉ? Phần lắp lưng này thì nó có vết xước, em sơn lại cho đẹp rồi. Đấy, sơn lại đẹp rồi. Model của nó này ạ, DP1100SG, điện 100V, công suất có 20W, được sản xuất tại Nhật. Series máy của nó là 71000813. Chiếc đầu này thì có hai đường alox ra trên đường mạ vàng đấy ạ, một đường cổng pô xoan ra để cho các bác kết nối từ bên ngoài và một đường cổng quang ra để các bác kết nối từ bên ngoài. Đầy đủ cổng để các bác kết nối. Hệ thống chân đáy của nó rất là chắc chắn nhá, êm, nó nặng lắm em không tháo ra. Đấy. Cái phần lắp lưng của nó cũng hai lớp tôn luôn, rất là nặng. Linh kiện nó nhìn ạ, tất nhiên là hai cái nguồn riêng biệt này. Cái thứ hai là các bác nhìn cái bộ nhôm đúc nguyên khối này, gọi là gang đấy, ở phần dưới đáy này kín luôn, vòng quanh luôn, vòng quanh luôn, rất là chắc. Đấy. Rồi linh kiện thì nó dùng linh kiện của Ela nhưng mà dòng audio. Quay cho bác đây, dòng audio 3.300 mi mà tụ 25V. Đây cũng là Ela nhưng mà nó lại dòng khác nhé. Đấy. Rất là nhiều tụ Ela 3.300 mi, đây nữa chi chít luôn dưới này nữa. Đấy. Và đây là hai con chip giải mã các nhé, PCM56PK, nó tương đương mấy con chip giải mã TDA1541 S2 chứ không phải là S1 đấy, S1
nó đã là cao cấp rồi, đến nó tương đương với S2 đấy. Là bác nào mà có nhã hứng tìm hiểu thêm sâu xa thì các bác nên Google search giúp em đấy, hai con PSM56 này đấy. Rất là khủng khiếp luôn đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đồ này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đồ này chơi được rất nhiều thể loại nhạc nhé, nhạc tiết tấu chậm, nhạc tiết tấu nhanh, nó rất là chi tiết. Và giá chiếc đồ này em bán là chỉ có 3,2 triệu đồng thôi ạ. 3,2 triệu đồng em bao phí ship toàn quốc cho nào chuẩn đủ tiền cho em. Bác nào đặt cọc thì tự thanh toán tiền ship. Đấy, chiếc đầu này nó nặng 12 cân thì các bác cần nhắc. Đấy. Và cái phần cửa đĩa này thì nó có một cái vết chảy, hai vết chảy đây thì em đã chấm nước sơn vào rồi cho đẹp rồi. Đấy. Một chiếc đầu đáng để chơi và sưu tập. Đầu độc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng. Mà test một cái đi sao chép để cho bác được thưởng thức ạ. Nhận ngay tự độ rất là nhanh. Người thắp cánh chim về vui với đời.
về lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Xin phép được dừng video tắt ở đây. Thì chiếc đồ này bạn đọc là rất là tốt, chất âm rất là chi tiết ạ. Tiếng bass của nó thể hiện rất là tròn, trung âm rất là rõ, tép của nó rất là hay đấy ạ. Một chiếc đầu đáng để chơi và sưu tầm, giá thì quá rẻ. Và những chiếc đầu mà có hai tăng phô này và mấy cái cấu hình này thì giá rất là cao, nó không phải làm trong một khúc là dưới 4 triệu các bác ạ. Đấy, chỉ là cái thương hiệu của Kenwood thôi. Đấy, thế nên các bác đừng bỏ qua sản phẩm này.
Và các bác mua sản phẩm bên em thì đừng ngại về phần mắt, bên em xử lý sau là sự cố thì bên em xử lý hết cho các bác. Đấy, đã là khách hàng của bên em thì luôn được hỗ trợ hết khả năng. Số điện thoại của em là 0907 223 269 em ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.